Đấy, cái đường chạy ra như thế này ok rồi anh nhé. Ok, đúng ý anh luôn á. Đồng ý anh luôn đúng không? Nói chung là mình ngồi mình có cái căn bản đấy, mình ngồi mình coi, ví dụ như chẳng hạn đang vô danh như thế nào này, rồi bắt đầu mình xử lý, mình chọn bề mặt rồi chọn phôi cái thứ, chọn dao cụ của